Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty Mê Trần, ông Trần Ngọc Phúc đã bàn giao những chiếc máy thở có tên gọi là MV20 cho đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Vũ Hồng Nam. Đây là hai sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch sản xuất 2.000 máy thở, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 6 năm 2020. Công ty Mê Trần đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất máy thở tại Nhật Bản, và MV20 cũng là dòng sản phẩm mới được nghiên cứu gấp rút sau hơn một tháng cải tiến từ những chiếc máy thở sẵn có của công ty. Dự án sản xuất 2.000 máy thở cho Việt Nam đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận trong thời gian qua. Vậy MV20 có gì nổi trội và tại sao nó lại được lựa chọn để sử dụng tại Việt Nam? Đây là một số lý do. Điểm nổi trội của MV20 đó là nó được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thành phố lớn mà còn dễ sử dụng với các bác sĩ vùng xa, trong các bệnh viện tuyến huyện, phù hợp với chiến lược phòng chống dịch 4 tại chỗ của Bộ Y tế, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi phải chọn một những cái chức năng, những bộ phận nào có chức năng nào cho hợp với là cái tình trạng của COVID-19. Khi mà đại dịch đó, thì những người có những kiến thức và chuyên môn về hô hấp đó hầu hết là bị ngã gục. Và ở đó thay vào đó những người bác sĩ không phải là chuyên ngành. Nhưng dù bác sĩ không phải là người chuyên ngành nữa đó, cái máy này đều được sử dụng rất là an toàn. Bởi vậy chúng tôi sẽ đơn giản hóa tất cả những chức năng trong đó để mà làm sao tập trung vào cái nội dung chữa bệnh hợp với là cái khi mà mình bị viêm phổi. Các kỹ sư công ty Mê Trần đã tham khảo ý kiến của các bác sĩ Nhật Bản về thiết bị y tế phù hợp cho đại dịch, từ đó thiết kế máy thở MV20 cung cấp nguồn không khí tinh khiết cho bệnh nhân, tránh sử dụng không khí trong phòng bệnh, vốn có nguy cơ nhiễm khuẩn cao, đồng thời có bộ phận thu hồi khí thải được xử lý để tránh lây nhiễm chéo trong môi trường khám chữa bệnh. Còn tại đầu cầu Việt Nam, buổi lễ bàn giao hai máy thở có sự chứng kiến của các nhà tài trợ như Đại học Văn Lang, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Với tinh thần cùng nhau làm, cùng nhau gánh vác, dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19. Khoảnh khắc bàn giao hai máy thở nằm trong lô hàng đầu tiên của dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 diễn ra trong sự vui mừng nồng nhiệt. Bởi từ đây, dự án sản xuất 2.000 máy thở do Đại học Văn Lang và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chi trả 100% kinh phí đầu tư chính thức được vận hành. Thì trong các cái ngành đào tạo Văn Lang thì có cái khối sức khỏe y dược, thì tụi này đã chủ động kết nối với rất là nhiều nhà khoa học để chúng ta hiểu được rằng là cái dịch bệnh này nó sẽ rất nguy hiểm nếu mà chúng ta không có trang thiết bị, đặc biệt là máy thở. Và từ đó, đó thì Văn Lang làm việc với một số nhà tài trợ lớn của Việt Nam và bàn với Mê Trần, với anh Trần Ngọc Phúc là tụi này sẽ đảm bảo toàn bộ cái kinh phí để sản xuất cho được 2.000 máy thở tặng cho Chính phủ Việt Nam. Không chỉ là ý tưởng, các đơn vị trong dự án còn đặt ra bài toán làm sao để máy thở phải đáp ứng các yếu tố như điều trị an toàn cho người bệnh, an toàn cho nhân viên y tế và bảo vệ môi trường. Làm sao máy vừa dễ sử dụng, vừa hiệu quả cho các bác sĩ, kể cả ở vùng sâu vùng xa. Khi chúng tôi tiếp cận thì cái vấn đề hướng dẫn sử dụng, đào tạo sử dụng và bảo trì bảo hành phải đặt ra từ đầu. Và những nhà tài trợ Đại học Văn Lang, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vẫn tiếp tục tài trợ tiếp những cái gói về hướng dẫn đào tạo như vậy. Và đương nhiên là chúng tôi phải thông qua Mê Trần, thông qua những cái hiệp hội chuyên môn, những cái chuyên gia hàng đầu để chúng tôi có một cái cách thức đào tạo cho tất cả các đội ngũ y tế dự kiến sẽ sử dụng cái máy này trên toàn quốc Việt Nam. Vượt qua các khó khăn, 2.000 máy thở này sẽ được chuyển giao cho Việt Nam từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Cái dự án này được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cái cấp thẩm quyền của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng cũng rất là quan tâm, động viên, kể cả thuyết phục anh Trần Ngọc Phúc, Mê Trần phải tạo mọi điều kiện để sản xuất đủ cho Việt Nam cái lô 2.000 máy đó, đúng không? Và mọi chi phí thì nhà tài trợ sẽ lo. Thì chúng tôi nghĩ rằng đó nó đúng theo cái tinh thần là cùng nhau làm, cùng nhau gánh vác. Cùng nhau làm, cùng nhau gánh vác, dự án sản xuất 2.000 máy thở MV20 kỳ vọng sẽ mang đến quyền lợi trên hết là người dân và cùng đất nước chia sẻ gánh nặng để vượt qua đại dịch.